Thì khi bị cáo nhận cọc thì bị cáo mang vào xe, trước khi cất cọc nói với bị cáo Bình, nói với người làm chứng Bình là đây là mấy chai rượu anh cho, hay là sau khi bị cáo mở cái bị cọc ra thì tức là thế này, khi mà bị cáo nhận được cái cọc của Trình Văn Huy thì bị cáo đưa lên xe ở ghế thứ hai ấy, cái hàng ghế thứ hai, cái này camera xác định rất rõ rồi chứ không phải là bị cáo đưa vào cốp đó. Bị cáo đưa vào thứ hai, bị cáo có mở ra thì ra xem là có 4 chai rượu, thì bị cáo cũng có nói với anh Bình thôi là có anh ông anh cho mấy chai rượu để tiếp khách, sau đó bị cáo cũng đậy cái cặp lại và bị cáo đưa lại đằng sau cái cốp đằng sau lưng, thế thôi. Bị cáo cho hội đồng xét xử biết là cái thời điểm trình báo cho hội đồng xét xử là cái thời điểm mà bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trong cuộc gọi 6:45 sáng có nói rằng sẽ chuyển cho bị cáo chai rượu, tức là rượu để mà tổ chức cái việc đó, thì là bị cáo có biết là cái việc mà cho rượu vào trong cặp hay là một cái vật mang gì khác không? Bị cáo không biết. Về vấn đề này thì bị cáo xin trình bày như sau: bị cáo không hoàn toàn không thực chỉ biết là anh Tuấn gửi quà cho bị cáo để tiếp khách. Tất cả những cái nội dung xung quanh cái cặp này ấy, nó nhiều, có rất nhiều điểm vô lý, nhưng mà ngày mai khi là đến cái thời trình bày của bị cáo sẽ trình bày ạ. Rồi. Bị cáo cho hội đồng xét xử biết là cái số rượu như bị cáo trình bày được mang để lưu trữ chỗ nào và sử dụng vào mục đích gì? Khi mà nhận được cái cặp đó thì chiều ngày hôm đó ấy, khi về nhà thì bị cáo xếp lên nhà thôi, bị cáo đưa vào cái phòng để rượu, bị cáo xếp rượu ra phòng. Dạ vâng ạ. Và sau đó số rượu đó sử dụng vào mục đích gì? Số rượu đấy thì bị cáo sử dụng trong hàng ngày thôi ạ. Bởi vì là theo cái trình bày của bị cáo tại cơ quan điều tra là cái số rượu mà bị cáo nhận được thì do bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tặng để thôi. Luật sư có hỏi gì không? Luật sư giải đáp cái gì? Không, tôi muốn hỏi cái hỏi thì là hỏi chứ không phải là giải trình. Bị cáo đặt câu hỏi gì không? Bị cáo hiểu ý của luật sư, tức là lời trình bày của bị cáo là rượu để tiếp khách, tức là để tri ân các bác sĩ, cái đấy bị cáo hiểu. Nhưng mà vì cái cuộc bố trí cái tiệc với cả các bác sĩ á, thì nó lại rất là đông, tức là gần 20 người đấy, và các bác sĩ cũng nói luôn là nên dùng cái rượu trắng chứ không dùng cái rượu vang. Đấy là cái lý do là tại sao bị cáo không dùng cái rượu đấy để tiếp khách. Luật sư có hỏi gì thêm không? Phần cuối cùng tôi muốn hỏi bị cáo là trong cái quá trình mà bị cáo trong giai đoạn điều tra, khởi tố điều tra, thì bị cáo có rất nhiều tâm tư về cái quá trình mà tiến hành tố tụng. Thì theo bị cáo là có những vấn đề gì liên quan tới tố tụng mà dẫn đến cái việc mà cơ quan điều tra ra kết luận điều tra và sau đó là cơ quan viện kiểm sát ra cáo trạng mà gây bất lợi cho bị cáo, thì ở đây là buổi công khai thì bị cáo có thể trình bày. Thì thôi, đồng xét xử bị cáo xin trình bày ngắn gọn, còn phần còn lại thì sẽ sang cái phần đối đáp và bào chữa thì bị cáo sẽ trình bày. Nhưng mà tại cái phần này thì bị cáo xin trình bày ngắn gọn thôi. Bị cáo vẫn khẳng định một điều rằng là bị cáo bị oan, và kết luận điều tra cũng như là cáo trạng là buộc tội oan cho bị cáo, buộc tội không có bất cứ một chứng cứ nào mà chỉ dựa trên một lời khai một chiều duy nhất để buộc tội cho bị cáo. Cái lời khai này có rất nhiều điểm mâu thuẫn vô lý, thậm chí là không đúng sự thật mà các cơ quan tiến hành tố tụng không kiểm chứng. Cái nội dung thứ hai ấy, là bị cáo khẳng định một điều rằng không chỉ buộc tội oan cho bị cáo mà kết luận điều tra và cáo trạng đã bỏ lọt hành vi phạm tội, không chỉ một hành vi và nhiều hành vi, không chỉ có một người và nhiều người. Ngày mai khi có điều kiện bị cáo sẽ trình bày. Bị cáo chỉ mong muốn rằng hội đồng xét xử xem xét mối quan hệ, cái mối liên hệ giữa cái việc mà buộc tội cho bị cáo với cái việc bỏ lọt hành vi phạm tội có mối liên hệ gì hay không. Rồi, bị cáo chưa trình bày, mai bị cáo trình bày đúng không? Rồi, và tôi xin hết trong cái phần tranh luận bị cáo sẽ trình bày thêm. Dạ, tôi xin hết câu hỏi. Rồi, mời luật sư về chỗ.